Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Mythe Energy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống bên dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi và nếu có thể thì hãy click quảng cáo để ủng hộ cho mình nhé. Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì anh em nhớ 10 giờ mình sẽ livestream trên Nimo TV nhé. Ok, thì hôm qua mình đang đến lab 20 cái này hình như vẫn bị lỗi hay sao, chẳng hiểu tại sao cái bản này cứ mỗi lần vào nó lại khởi động lại. Ui ôi, đùa lab nhanh kinh nhá, không biết là lab bao nhiêu đây. Mình thanh niên này, ui lab 9 rồi anh em ạ. Cái mình khoảng 11 lab nữa thôi, sợ quá. Sắp bị đuổi kịp rồi anh em ơi. Chúng ta sắp bị mấy thanh niên Brazil đuổi kịp rồi. Phía dưới là hai thanh niên Brazil nhỉ, lab 8, lab 9 này. Hiện tại thì mình đang sắp lên lab 21 rồi anh em ạ. Còn một tí nữa thôi, chúng ta sẽ đi lấy vàng. Ai chà chà, mấy cái nhiệm vụ này mệt ghê nhỉ. Lấy khoảng 93 cái vàng á. Vãi nổi. Lấy 93 cái vàng thì không biết bao giờ mới xong. Chúng ta sẽ lấy hết vàng luôn nha. Mình đang còn khoảng 1725. Hôm qua mình vừa đập thêm con lợn vào anh em ạ. Đập thêm con lợn vào trong này. Chúng ta sẽ lấy vàng để xem bao nhiêu là đủ. Không biết là nó có cho mình lấy đủ 75 cái không, hay là phải, hay là lấy theo kiểu gì. Hình như nó không cho lấy đủ 75 cái đâu. Cái này là cái gì nhỉ anh em? Cái greenhouse thì nó sẽ là cái gì? Thử phát không nhỉ? Kích hoạt active food production. Cái này là tạo ra food à? Holy, mình mất khoảng 70 game à? Cho cái này à? Nó sẽ sản xuất food cho chúng ta đúng không anh em? 15 ngày Food Store sẽ là 62.000. Nó sẽ sản xuất cho chúng ta đó chính là 62.000 food trong một ngày anh em ạ. Như vậy là nếu mà nhân với 10 thì sẽ ra khoảng là 620.000 food. Ui ôi. Thế thì không hiệu quả lắm. Theo như mình thấy nó không hiệu quả lắm anh em. 70 game, cho mất 70 game vào trong cái nhà food này. Nhưng mà vấn đề là nó cho ít food quá. Như thế làm sao mà đủ ăn? Không đủ ăn nổi luôn ý. Tại vì mình ăn một phát mất khoảng mấy trăm nghìn food, mấy mờ food luôn. Hy vọng chiều nay sẽ có sự kiện giảm giá food nhá, để mình có thể là mình mua food để cho. À đúng rồi, con President của mình đã đủ nha anh em. Đây này, nó cả một đống cái này anh em. Chúng ta sẽ vào trong này và tìm theo từ khóa đó chính là President nhá. President President. Đây. Con này thì chúng ta đủ rồi. Rồi anh em, đẹp chưa? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13 và 14 con. Đủ 14 con rồi anh em nhá. Trong kia thì mình đã có gần khoảng 1.000 mảnh, tầm khoảng 1.000 mảnh rồi. Nên là 14 con nữa là quá là hợp lý, quá là đầy đủ luôn. Mình đang có dự định like con này. Thì anh em nào cho ý kiến là có nên like cái con gọi là con Freedom không? Thì nó sẽ có 4 hệ: hệ ánh sáng, hệ lửa, hệ nước và hệ kim loại. Con này thì mình có một con, nó khá là đẹp. Và cho 5 sao thì đẹp thôi rồi luôn anh em ạ. Siêu đẹp luôn nha. Sao hai con này mà không có hệ nước mà ra được hệ nước nhỉ? Hơi kỳ lạ. Không có hệ kim loại mà ra được hệ kim loại này. Không biết là mình like kiểu gì từ hôm qua giờ like không ra nổi luôn. Ok đi. Bên này nó sẽ có gì đấy? Quả trứng đã. Summon. Mình đang summon ra con Colorful anh em ơi. Anh em nhớ 10 giờ lên Nimo TV xem mình livestream trực tiếp nhé. Summer Breeding Empower thì còn có 7 giờ thôi. Phải nhanh lên không là sẽ tốn game đấy. Tốn khá nhiều game đấy. Food thì chưa có giảm giá. Bên này có đang có trade. Mình đang muốn trade off với ai đó. Em không có Purity à? Rồi chúng ta sẽ vào Butter, vào Master C. Có quest gì không nhỉ? Chẳng thấy có quest kia gì cả để chúng ta làm. Có một cái quest gold thôi. Rồi mình sẽ đi đánh thêm những cái trận Liquid Butter nha anh em ơi. Để chúng ta sẽ hoàn thành 400 trận. Mình chỉ còn một vòng này, một vòng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái 400 trận chiến đấu đi rồi. Khá là hay, khá là ngon. Ok, vào thôi, chiến thôi. Hai Purity. Con này thì mình đấm nó một phát này, xong rồi chúng ta để con kia sang là ok nha.
để con dưới này, con này đang luyện tập đến cấp độ B cộng anh em ạ, và đang tiến tới cấp độ đó chính là A trừ nhé. Roger's Dragon, mình sẽ đấm nó một phát. Con này kiểu gì sẽ đấm nó một phát như thế này. Giờ ok, đấm nó một phát nữa là nó sẽ đai. Con sứa vừa khỏe lắm anh em ạ, con sứa vừa đẹp mà nó lại vừa khỏe luôn. Yes, quá ngon. 61k. Ồ, mình đấm lỗ phát là nó chết anh em ạ. Chiêu Aurora Borealis này, chiêu hệ vô cực này, đó là Primer. Mấy con Primer gặp mình thì đúng là sợ luôn đấy. Ok, chúng ta sẽ lên. Cái này nó cứ bị kiểu nó reset lại. Đấy, nó kiểu nó bị lỗi anh em ạ. Đó, cái này là không được rồi. Nó bị sao rồi ý. Ok thôi, mình sẽ mình phải bắt đầu lại. Mình phải khởi động lại cái Note X rồi. Nó bị lỗi. Thôi, lại quay trở lại với cái máng lợn Note X rồi anh em ạ. Bó tay.com luôn. Cái kia nó lag không ấy được. Rồi mình sẽ bật cái Note X ra nha anh em. Đây, đậu xanh nha nó. Cứ chơi được một lúc là nó bị đít ra ngoài. Chắc mình phải là gỡ đi, xong rồi là cài đặt lại thì may ra nó mới chạy ổn định được. Không thì lại phải truyền lại cái giả lập thôi anh em ạ. Lại quay trở lại với cái máng lợn lag túng cả đít. Không biết làm nào à. Chẳng lẽ chuyển ra điện thoại chơi. Có lẽ là chuyển ra điện thoại chơi thôi anh em ơi. Khó chịu ghê. Đây, cái này thì hôm qua mình update rồi. Update hết rồi thì vẫn chơi như bình thường nha anh em. Nó vẫn chơi như bình thường thôi. Không có gì quá ấy cả. Lại bài team với The Dragon City ở đây. Update rồi, mở ra thôi. Cái này thì chơi nó không bị diss ra ngoài. Và nó sẽ không bị mấy cái lỗi ngớ ngẩn như bên kia. Nhưng bù lại nó rất nặng. Nó nặng vậy, nồi thôi. Khó chịu kinh thôi. Thôi kệ thôi. Chấp nhận. À, chấp nhận rồi anh em ạ. Ok. Rồi, vẫn là con rồng của chúng ta. Và đây là cái tòa tháp gì đấy. Cái đường đua chứ. Đường đua hoa cỏ. Hoa cỏ mùa xuân. Royal City. Lại vào rồi, đợi tí anh em ạ. Ok. Đợi tí nha anh em ơi, để nó kết nối đã. Bực mình ghê. Cái kia nó tự nhiên bị lỗi là chúng ta không làm gì được luôn này. Bó tay. Chúng ta còn có 1655 game thôi. Và mình vừa mới tiêu mất 70 game vào trong cái trồng phút tiếc gì đó, vớ vẩn gì đó. Thấy ít phút quá, nó còn thua ấy. Game offer còn 7 tiếng đấy anh em ơi. Cho anh em nào chưa nạp game thì hãy nạp game ngay và luôn đi. Thế thôi. Chắc là phải cài lại cái Dream City rồi anh em ạ. Chắc chắn luôn đấy, tại vì nó bị lỗi. Ok, rồi nha. Tiếp tục vào chiến này anh em ơi. Louis Butter chết rồi. Nó đấm cho mình không chịu phát nào rồi. Vẫn thắng anh em ạ. Ngon ghê. May quá. May quá là chưa đánh cái Arena Butter. Không nó sửa thua mình rồi đấy. Ok, con gì đây? Con này 72.000 à. Mình đấm nó, mình có nước mà anh em. Hoàn toàn là có thể đánh được nó thoải mái. Đâu rồi, swap anh em ơi. Swap nào. Sang này thì có nước này. Mình vụt nó phát là nó bay màu rồi. Chạy đâu được cưng. Này thì chạy đi đâu này. Tiếp tục là swap bên này sang. Bên này là có hệ đất và hệ lửa. Mình đánh theo kiểu gì đây? Đánh theo kiểu đòn thế nào đây? Cứ đánh nó một phát đã xong rồi làm gì thì làm. Ok, swap này. Và chúng ta dùng con hệ nói chung là đánh cái giả lập thì nó vẫn không quá lag đâu. Nó vẫn khá là ổn. Chẳng qua chỗ kia mình nhiều rồng quá nó mới lag thôi. Mình sẽ đấm nó một phát. Cứ làm như bình thường anh em ạ. Ok, swap. Bên này có hệ pua, hệ sấm sét, hệ nước. Đánh hệ nào cũng được. Đằng nào thì nó sẽ chết rồi mà. Mình anh thường tầm khoảng là 42.000 máu. Không biết cái game này có tiếng không đó. Mình có bật tiếng của nó không lên. Hình như là tắt tiếng rồi. À không, vẫn có tiếng anh em ạ. Vẫn có tiếng nha. Rồi ok. Thêm một trận nữa để luyện tập cho em nó nào. Quyết tâm cho con sứa lên cấp anh em ạ.
Ok. Ờ, 6.100. Mình vẫn đấm 5 phát như thế này. Thằng nào nó cũng sẽ chết thôi, tại vì mình sẽ có hệ nước bên này. Hệ nước khắc chế mấy con hệ chiến binh rất là nhiều nha. Hệ nước khá là quan trọng anh em ạ. Ờ, hệ pool, à hệ primer. Primer này, mấy con khủng long này mình đấm cho phát chết. Con gì đây? Ấy chà, con này thì mình cũng đánh được anh em ạ. Khá nhỏ, cả ba con đều đánh được hết. Khỏe chưa anh em? Và không biết là nó đang là B cộng không anh em. Bây giờ phải muốn cho lên A trừ thì cần bao nhiêu điểm đây. Mình sẽ xem cái con đấy tên là gì. Con con gì không nhớ tên lắm, thôi kệ nó đi. Rồi thì sao, bên này vẫn có thông báo gì đó. Hello anh em, có ai online không nhở? Hello anh em. Rồi, có ai online không ta? Không thấy ai online cả. À, và mình đã kích bớt một số thanh niên không làm nhiệm vụ mấy, làm quá ít nhiệm vụ, dưới một điểm, dưới 100 hay 200 điểm gì đấy ra khỏi team rồi, tại vì không làm. Đây này, Twister, bạn này may mắn là còn 255 điểm này. Và thông báo tiếp tục là tuyển thêm người nha anh em vào cái island của chúng ta, mang tên là Rảnh Hải Ezi, với cái Master Boy, Min Master Boy sẽ là 50.000 ở cái huân chương. Anh em là đủ yêu cầu thì có thể gia nhập nha. Bên này sẽ được bao nhiêu cái thức ăn ở đây? Cho xem. Vàng 58/93. Có lấy thêm được không ta? Hình như sẽ có thể lấy thêm được thì phải. Lát cho anh em thấy nhiều rồng. Nhiều rồng nó tác hại chưa? Chơi trên điện thoại, chơi trên giả lập thì nó không thể chịu được. Đồ họa thì nó cũng không nói là tệ đâu, nhưng mà giả lập thì cái này nó sẽ khó chịu được. 9X Crusher gì đó, mấy cái sự kiện kia nó khó lắm anh em ạ. Rồi, đi luyện tập thêm thôi, kệ nó. Gold Quest này, Scooby, Amber và Lightning. Rồi, vẫn là con này anh em ạ. Yeah. Ok. Bên này sẽ là 15.000 máu. Nhiều máu ghê nhỉ. Mình đấm nó phát chắc là chết. 37.000 máu. Con này sẽ là 14k. Đấm một phát là chết rồi. Ok, bên này sẽ là 16.860. Rồi, đã xong anh em ạ. Đã xong. Gold Quest cũng đã xong nha. Khá là nhanh. Và chúng ta sẽ chuyển qua với trận kế tiếp nha. Bên này sẽ vẫn là phần challenge các kiểu, có đà điều gì đó. Ok, ranking của chúng ta. À, cái này là đánh nhau với bạn bè rồi, không có gì cả. Mình sẽ vào trong Arena Battle nhá. Mình sắp lên được top 100 thì phải. Bên này thì mình vẫn phen ong. Ủa ôi, thanh niên này khỏe lắm anh em ạ. Mình là từng thấy ở trong cái bảng xếp hạng rồi. Hình như là top 8 mấy. Hình như là 8 mấy thế giới thì phải. Khá là kinh. Mình hiện tại đang là top 104 mấy, 136 thế giới anh em ạ. Cũng chẳng có ai cày rank đâu. Thấy ít ít người cày rank rồi anh em. Rồi, chúng ta thấy được ai không? Vũ Mỹ Xuân và Vũ Lít đang đứng cạnh nhau anh em ơi. Cách nhau có mấy chục điểm. Cách nhau mấy chục điểm này. Cả hơi khó đánh. Mình phải có hệ bua. Con Danny phải lên được 70 cơ thì mới ăn được phèo ong này. Không thì không ăn được đâu. À không, mình vẫn ăn được. Thật ra thì mình vẫn ăn được anh em ạ. Ăn được. Con kia có thể cân được 2 nha. Con kia nó có thể cân được 2 thanh niên cơ. Thoải mái đi. Con này thì cần 2 đòn để thịt nó. Một bé này. Đánh mạnh lắm nhờ. 86.000 cho một phát đánh. Không hề dễ một tẹo nào. Nó có hệ gì? Ui chết rồi. Ủa? Sao nó không dùng chiêu khắc hệ nhỉ? Vô lý thật. Thế luôn là vô lý. Ơ, tại sao dùng chiêu khắc hệ ta? Không hiểu luôn ấy. Phèn ong, mình vẫn hạ được phèn ong rồi. Phèn ong thấy nó cũng không khỏe cho lắm. Thế nó bình thường. Thôi, con này đi thôi. Liên nó luôn anh em ạ. Holy à, chúng ta khắc chế Holy rất là cứng luôn. Mình có tận 2 con hệ pua nha trong này. Rồi ok, xong nha. Rồi, Gui Dragon. Đấy, và Holy Dragon.
Vẫn là phe ong à? Chúng có duyên với phe ong kinh nha. Có duyên ghê nha anh em. Siêu có duyên luôn ý. Ok, vẫn là sẽ đánh theo kiểu như thế thôi. Mình đều đánh trước đúng không? Đánh trước ta sẽ có lợi thế hơn khá là nhiều. Ok, mình sẽ cày lên con này và sắp lên A trừ rồi. Theo như mình thấy sắp lên A trừ rồi. À, 13.000 máu à? 13.000 máu thì cứ dùng hệ băng thôi là xong. 13.000 máu, ái chà, đánh khỏe đấy. Mình sẽ đánh theo kiểu gì đây, nó hợp lý. Nó một hit thì kiểu gì mình cũng không chết được đâu. Mình sẽ luyện tập cho nó luôn anh em ạ. Rồi nha, đánh như nào. Đấy, chỉ tầm 55.000 thôi. Và 55.000 máu thì chắc con này sẽ xử lý một cách là đẹp thôi. Khác hệ mà. 83.000 máu, không tăng công. Nó tăng sức mạnh của hệ nước, nó rất là ngon. Rất là bá cháy luôn. Ok, đã xong nha. Kitsune, Kratos và Anemon Dragon. Chúng ta sẽ đánh theo kiểu gì đây? Anh Trương này, Việt Nam này anh em. Ô, Việt Nam trong này này. Tôi thấy có một người Việt Nam ở trong này anh em ạ. Kratos và Anemon thì team này thì cũng không có gì là khỏe cả. Mình vẫn đánh được. Vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của chúng ta anh em ạ. Vẫn có thể là chiến rất là dễ. Mình đấm một phát là chết luôn. Đảm bảo luôn đấy. Chạy đâu cưng, 160k. Rồi, con này thì đánh một phát, à, không được, để con khỏe đánh trước đi. Và con kia thì để đánh phát cuối là xong, nhờ. Ok, swap này anh em ơi, có 60%, đấy. Extra turn, con phải gió đánh phát hai lần này anh em, khó chịu ghê nhờ. Nhưng mà phải gió đánh hát hai lần này. Xem nào, có chuyện gì khác chế không? Bóng tối à, xí hụt em ơi. May mà level nó thấp anh em ơi. Con này cho lên sao cũng ghê đấy. Đánh hai lần thì meo thì nó đánh kinh vậy. Hai lần luôn. Đập mình phát hai lần. Chơi bời đấy. Khó chịu ghê. Rồi, Mechano. Con này sắp lên A trừ rồi. Theo mình cảm giác sắp lên A trừ rồi nha. Mà sao cái nhiệm vụ này mãi không xong nhỉ? À vẫn lên mà ấy. Nhưng lấy thêm có một đồng thôi. Bảo bây giờ muốn skip qua thì mất rất nhiều game nhỉ. 532 game. Ok, dĩ nhiên mục tiêu của chúng ta sẽ là lap này rồi. Không sai được. Nó sẽ lap 24 nhá, để lấy thời trang của con Heroic. Thời trang vua sư tử. Nó sẽ đặc biệt luôn anh em ạ. Xịn sò. Cực xịn sò luôn. Lap 20, lap 9, lap 8 này thì chắc chắn là mình sẽ về nhất rồi. Nhưng mà còn 7 ngày nữa đua lên lap 24. Theo mình nghĩ là sẽ hợp lý thôi. Không có gì là quá lâu đâu. Anh em đợi nha. Ok baby, bên này là gì đây? Bên này sẽ là 12:22 các kiểu gì đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chiến quest xong rồi đúng không? Master C thì đánh vài trận, Liquid Butter thì sẽ còn là khoảng hơn hai trận lớn nữa là xong. Ok, Butter này, Liquid Butter này, đánh thêm một vài trận nữa trong này là xong nha anh em. Ten 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 ten, sắp xong rồi. Bên này sẽ là cái gì đây? Đấu nhau thử phát nhờ. Level 3 mấy đấy? Đây sẽ là ba con 5 sao của mình. Đẹp như tranh luôn. Ba con đều rất rất đẹp. Ba con siêu đẹp luôn đấy. Nào ok, chiến đấu này anh em ơi. Lên đường. Hai tích à? Hai tích thì mình giật một phát là chết rồi. Quá nhỏ luôn. Mình đang có sấm sét ở đây. Mình giật nó phát là chết. 74.000 máu nha. Ok thì chúng ta sẽ kết mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào, gặp lại, bye bye.